Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 824. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11. Chuyên đề kim loại tác dụng với HNO3. Vì nó là cơ bản, do đó các em phải làm thật chính xác, nhanh và hiệu quả. Để xử lý được phần đó thì chúng ta phải thành thạo cho thầy ba cái nội dung mà thầy thống kê ở đây. Thứ nhất là công thức tính HNO3. Thứ hai là đổi N điện tích tính NO3 trừ trong muối. Thứ ba là bảo toàn khối lượng để tính khối lượng muối. Như vậy, ốp bài này vào thì thầy có như sau. Bài toán này của thầy hỏi rất đơn giản, là hỏi số mol của nhôm. Trong khi đó số mol sản phẩm khử biết hết rồi. Như vậy đề thi nào đó mà có số mol sản phẩm khử hoặc hỏi số mol sản phẩm khử đây thì các em nghĩ đến bảo toàn E. Cụ thể bài này các em bảo toàn E là xong luôn. Kết quả tìm ra được X bằng 0,05 mol. Vậy khối lượng của nhôm sẽ bằng 1,35 gram. Đáp án thầy có là B.